chiều ngày 31 tháng 1, Đảng quỹ, Hội đồng nhân dân, Quỹ ban nhân dân, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Lộc tổ chức buổi họp mặt mừng Đảng mùa xuân Quý Mão 2023. Đến dự có ông Nguyễn Văn Thao, trưởng ban dân vận Nguyễn Quỹ, Chủ tịch Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đồng chí nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ. Báo cáo về tình hình thực hiện nghị quyết năm 2022, ông Đào Giang Phi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quỹ ban nhân xã cho biết, năm 2022, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của đảng bộ, chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân, kinh tế sòi xã Vĩnh Lộc đạt được nhiều kết quả khả quan. Lĩnh vực kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, tổng sản lượng lương thực và sản lượng thủy sản thương hoạch đều đạt và vượt kế hoạch. Bên cạnh đó, công tác giáo dục và đào tạo được quan tâm, các chính sách an sinh xã hội được chú trọng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu. Và ra công tác xây dựng đảng luôn được đảng ủy xã coi trọng và triển khai thực hiện toàn diện. Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Văn Thao, trưởng ban dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyền và các đồng chí nguyên là lãnh đạo xã qua các thời kỳ bày tỏ niềm vui trước những thành tựu địa phương đạt được trong năm 2022. Trưởng ban cho dân nguyện quỹ cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo xã mong muốn trong thời gian tới đảng bộ Sở Vĩnh Lộc tiếp tục đoàn kết nội bộ, cố gắng khắc phục khó khăn cho phát huy hơn nữa những tiềm năng, lợi thế sẵn có để đưa xã nhà ngày càng phát triển. Đặc biệt, địa phương cần chú trọng công tác tuyên truyền, dẫn động cán bộ, đảng viên và nhân dân, dân giải phóng mặt bằng, mở rộng lộ giao thông nông thôn để đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới, cho từng bước nâng cao đời sống người dân trên địa bàn. Thay mặt đảng bộ xã Vĩnh Lộc, bí thư đảng ủy. Chủ tịch Ủy ban dân xã Đào Dư Phi ghi nhận do tiếp thu những ý kiến đóng góp chỉ đạo của trưởng ban nhân dân huyện quỹ cho các đồng chí nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ. Nhân dịp năm mới quý mão, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch quỹ ban dân xã chúc các đại biểu như niềm vui sức khỏe và hạnh phúc